xa lắng mình thấy con xe cuốc 05 các bạn đang bị xề xuống sông luôn kìa các bạn ơi. Ở đây thì cây dương các bạn, nhớ ba cây dương này. Xem lại coi sao các bạn. Ôi, xong luôn các bạn. Con Komatsu BC60 trên này giữ lại các bạn, đừng cho chài xuống luôn kìa. Con này xuống luôn rồi. Ngay trăng cái lề lộ luôn các bạn, khó à. Này khó lên đó các bạn. Bánh găng các bạn, bánh găng nó xuống hết trơn. Bánh phòn nó trên. Chăng cái lộ luôn trời, lề lộ chút xíu à. Có xe cuốc nó giữ lại không hoặc là nó đi xuống luôn. Ngập bên Bình Dầu. Bánh phòn. Chua dữ à. Thôi có xe lại cứu các bạn. Không giữ lại mới được, không giữ lại xuống luôn. Ngập phía bên bên Dầu. Rồi con xe 07 các bạn. 07 đang di chuyển lại để cứu con xe 05 đằng kia nó bị xuống phà bị xề xuống mấy sông các bạn. Để coi anh tài xế xe 07 anh dùng cách nào đó các bạn. Đứng lên đó rồi đó. Đấy là câu hỏi ta chưa đây. Lại. Bến lên bờ các bạn. Rồi nữa ông trả tiền lại. Lên để là kéo cái xe đúng không? Ba túi cũng mau ăn, giờ lửa tòng lửa ăn lên. Có YouTube vô luôn rồi nè.
cái xe dưới còn chạy được nha các bạn, chạy bình thường nha các bạn. Đầu lên nha các bạn. Lên nha các bạn, bắt đầu chuẩn bị lên nè, lên nè. Lộ tới 3,5 mét. Bám vô cái lỗ mới lên được. Giờ xe 03 lắng rồi. Xuống đó quay cho ông Hải quay em. Bây giờ hai xe các bạn. Cái xe này giờ còn hoạt động được quá. Tại vì ngập bên chỉ có bên cái nơi mình dậu thôi. Giờ thì các bạn giờ đóng đất lại xe 07 vô đó đó các bạn. Vô đó thì lôi xe này lên. Lôi lên sát mít đó các bạn, nếu mà không được thì phải sở cái lộ luôn. Nào lấy cặp chỉ gì luôn. Lấy tấm dĩ là 3 tấm dĩ lên luôn. Xe 07 lan ở chảnh là sửa đó cái lỗ các bạn, để đi vô đó cho có thể kéo các bạn.
giờ này vô rồi, xe này vô đây các bạn mới kéo được cái xe ngoài. Phải lót dĩ dời đất rồi mà cái xe nằm ở dưới đó mới lôi được các bạn, tại vì nó cắm đầu xuống dữ lắm rồi. Xe kia lên lại các bạn, lên trên lại. Hút đất khô để các bạn bỏ bên kia rồi xe, cái xe 07 phải xuống đó mới kéo được các bạn. Giờ cái xe này nằm khá là nặng luôn các bạn. Xuống phà nghe các bạn, tài xế xuống phà bị nó xè ra đi luôn các bạn, vì sụp đất vậy. Xe chưa cắn vô mũi phà nó là đi luôn.
vô các bạn. Lót dĩa dưới để kéo lên nữa các bạn. Thank you.
này chết khủng rồi. Kéo lên là lên tới mi đan rồi đưa phà vô là nhóng lên phà luôn các bạn. Nếu mà cách này không thành công thì có thể là sợ cái lộ luôn. Nếu mà cách đầu tiên thì thành công thì không có sợ lộ ha các bạn. Đâu quay lại được. Thì cho nó lăn bánh thôi, cho cái càng mình đỡ. Tài xế anh xuống anh đề máy. Chạy cho bự đi, chạy cho bự nè. Đưa cái phà chứ mà vô lại các bạn là hồi là chịu như xe cuốc luôn các bạn. Gà xe cuốc bỏ lên phà chịu luôn rồi là xe cuốc 07 kéo lên hay các bạn. Kéo lên thì nhóm lên là đưa vô phà, cái phà luôn. Đứt cọng dây luôn à. Lọt với sông bây giờ. Đổi tài các bạn. Chịu vô cái xích đi kìa. Chịu xe 07 lần. Lúc nó cặn lên cái phà nha các bạn. Rồi bắt đầu nè. Khéo rồi đó các bạn. Đó lên kìa, lên kìa. Đó im rồi. Ok 07 mạnh kìa. Không lên nó nặng á, bò nó nặng. Chết máy rồi. Lên đang lên luôn các bạn. Thấy lâu nhẹ trời, nhẹ heo à. Vậy là hụt dầu rồi, cái này nghiêng rồi. Đây
chết máy. Nó bị nghiêng dầu rồi đó. Nó hụt dầu rồi đó. Nó nghi quá, nó hụt dầu quá sao? Nó hụt dầu á. Phải đâu, cái tiếng máy nó chưa có lôi. Nó để nó phóng vô mà nó chưa có lôi vô cái máy. Chở là để sống. Máy này là Hyundai. Bà luôn á, lên lên kia là lên luôn. Này nó hỏng rồi, nó hụt dầu luôn á. Ghê chà. Chỉ nhờ xe này còn sống nó bò được, xích nó mới lăn được. Đó. Vậy đó. Đầu là tiếp tục nha các bạn. Kéo lên bờ luôn nè, cái này chắc lên luôn rồi. Lên luôn, lên lộ luôn. Đưa phà lại, đưa phà lại. Khỏi đưa phà lại, bật lên luôn à. Phà là xuống phà luôn các bạn. Xe 07 mạnh ghê hồn ta. Đưa phà lại xuống luôn các bạn. Lên đưa vô cái phà luôn. Rồi, an toàn rồi đó.
quay đầu lại là xuống luôn nè các bạn. An toàn rồi đó. Nhờ cái xe còn sống, xe còn chạy được các bạn. Giặt phải ra. Xong nữa các bạn, giờ mấy xe cuốc chuẩn bị xuống. Rồi xong nữa các bạn, giờ thu dọn chiến trường. Xuống nè các bạn, xuống phà luôn.
pha đi pha càng dài các bạn, pha đi càng dài. Cảm ơn được rồi. Rồi bơ đi luôn rồi về đi bạn. Xin kết thúc video luôn các bạn.